xâm đáy tì chô hôn sáng bà đã tươn bỏ rớt tế công chong co sáng công hòa thông xinh tiết đã lờ bà tế Campuchia. Kriết đáy ạ tây đã cao Campuchia cho lòng cắt sông kriêm xì vớ. Mình mần nụ rôn cổ thân nạ chí chán liền nẹ. Nâng thơ áo đâm nà ca áp hì vọt rõ bỏ Campuchia miên sập hiệp dựt dạo chứng kể. Campuchia thơ lọp trở bàn thật lẹ khăn nông phân lợn sông kriêm xì vớ khăn nông khai bị nế cho nà mùi phón bàm bùn rồi chất sớp. Đói ông bơ rọt bà hà rô bóp xa thịa rà nạ rọt khám ái. Còn trọ đói xa rọt ám rích. Đài là rọt bà hà nụ hói bàn nôm ai bà tế Campuchia bàn thật lẹ khăn nông rô bóp Campuchia bà chìa thập bà tay. Đài kê xoá thá rô bóp viên bị khít khám ái kỳ hòm. Cảm ơn bà bà chì chôn Campuchia cư chìa khăn nạ bà đại bàn chùi rô đọc bà tế chênh rùi phót bì rô bóp cắp xâm lập khám ái kỳ hòm. Nơi khăn nông thay tì bà bì khai mẹ kà ra cho năm mùi bọn bà bún rồi chật sập bà bún. Nâng chìa kà nạ bạ kà rai nâng niêng bàn tọ rù nơi chì mùi nâng bà chì chôn rà bọc luôn. Có sang rọt thà phì bà đam bây đực nòm bà tế. Chà lòng cắt ô bà xạ chì chà rà rọc mần ọ. Khăn nông bê đai xạ cung on trạ chiết bàn thơ cô thơ thơ lòng. Nâng bật phân nếch đạ toàn là cam sẽ tự kết lơ bà tế Campuchia nịa bê nụ thảm tiền. Bạn tòa bị bà tế Campuchia bàn từ tùa nơi sọc xoắn tệ phiếp xa lòng vĩnh kram cả đại trên kỳ tật xã đi phít nây đi dụ bài chân nè chân nè. Rồi bó xâm đạch tế chô khôn sáyên, bóng bắt cho nà ưu tiêm khmai kỳ khom ốc tàng sống. Nơi khăn nông thay tìm bà phê bàm buôn khai thân nuôi cho nà mùi bòn bàm buôn rồi kà ưu sập bàm bầy nụ mốc. Kà bòn bòn riêp chòm ốc bài kò lì dụ bài ạ mứt. Chòn nôm bà tế Campuchia ai thay lẹ chô khăn nông Krom lê sật mần nụ nâng bà chìa thập bà tay. Bàn thua lang chìa bàn thaym tiền. Bọn tay trợ bàn bọc rạp bình toàn bê vì lìa. Xóm tách tì chô hôn sáng khăn nông bị thi xâm phốt đã ai bà bà ạc kìa sọc xa bì khăn nông nâng bà cột xì nhạc bắt đo nì sất. Nây vật chìa sàn bà chạy bà chìa Campuchia nâng bật thay ngay bút tì mùi khai bị đìa chân nằm bì bòn mà phẩy bấy. Bàn thay lại bà bà nhẹ chô rùm thá. Xâm đạch thật lọc bàn rùm lực đặt tươn bà bà rà tế khá là thá xôm công bóng cát công hòa thông tị bầy ở xó đại mọc lớp bà rà tế Campuchia nị. Xong cú, tài nỉ dây thạc xong trọc bàn rùm lực chọc bốc mất phía bà rà tế khá là thà xôm nẹ công co sang công hòa tị bầy chọc bốc dương xong ấy. Cầm hóa, mấy bàn tha cầm hóa thì bầy. Ta cầm hóa thì mỗi chữ ấy, nâng cầm hóa thì bì chữ ấy. Cầm hóa thì mỗi, của nà anh tăng luôn chưa bật tế và chưa thật bật tay. Bọn tay mà nâng xe màn tha của nà anh còn trô rắt bà hà dù thì mỗi, nâng tì cọng phụng phình, nông chân năm mùi bọn bà bố rời, chật sập. Của nà anh tay anh tay, chặt tốc bật tế khuôn chưa bật tế phải chưa tập bật tay. Bọn tay bật tôi từ vinh của này anh ban con trô. Nơi rắp và hai dô thiên mùi. Đại nóm bật tế rồi bọc xong. Tại căn sẵn kìa mùi. Đại việc bác lâu ai phụ bọc phốt bàn vân là lọc. Nơi chưa cầm hóc tí mùi rồi bọc phụ nè. Ai cầm hóc tí pi rồi bọc phụ nè. Tạo phụ nè nâng chăm tí. Của nếp bàn bằng to con trọc mai cả hôm nơi hai ông ca giả bởi dì chết. Vì chân năm một con phổ bố đánh chất sắp phổ bốn rồi hốt mà đòi chân năm. Mùi con phổ bố đánh cao sắp mùi. Phụ nếp bàn đài bàn bằng hai anh. Ông bí ca sọc xa đai đời ế giá bắt dấu bái ca bỏ tê rồi bỏ nếp. Chọn bố phổ tê khiêm nụ tê. Chân khiêm kran tay tuôn miên. Rứ gọc đoàn cho bó lại nè anh thà. Sống cầm co sang cầm học tì bay nơi Campuchia. Nếu cứ chỉ biết đại hôn xa này dây cho môi nâng. Và tê mây chụp nốn. Đại một chút cho môi khóm. Hãy tăng luôn chỉ nẹ và chia thật bật tay. Bạn khóm chẳng hỏi bằng hai anh tha. Bạn miên nẹ khá ba này dây tha. Nếu chưa cầm học thông. Nó ngả tay tất cả. Bạn bỏ kì. Bạn thấy ở hiện này dây nó không bị chung đây. Dây ở bên đá chung tầng nào chạy. Lụi xong, phẹp dương thủ vinh thế. Kê ân hiên gì vậy? Phần đại rưỡng đi, cứ chỉ rưỡng. Cầm hóa đại phụ kê bàn thư cho phụ dương. Kê mà đại bàn xong tốt. Rư khó xong đại anh ca sọc ra thế. Cảm ơn bạn bà
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបានបង្កើតនៅសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1949ក្នុងចំណោមស្នាដៃធំៗដែលលេចធ្លោនោះគឺទី1ការជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនពីរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1949 ទី2ការធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដអស់សង្គ្រាមនិងមានការរួបរួមទឹកដីសាក់ឡើងវិញដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល5រយឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងទី3ការជួយពលរដ្ឋចេញរួចផុតពីការស្លាប់ដោយសារវិបត្តិឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-19 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចនៅបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយថ្មីមួយបន្ថែមទៀតគឺការធ្វើឲ្យប្រទេសអស់គ្រាប់មីនទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2025